Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin phép được chia sẻ kinh nghiệm cách chăm sóc cây trồng tại nhà cũng như rau ăn lá khi trồng tại nhà với bộ sản phẩm dưỡng chất thiên nhiên này. Bộ sản phẩm dưỡng chất thiên nhiên này thì mình đã sử dụng rất là lâu và mình tin dùng đối với tất cả rau ăn lá và cây ăn quả trong khu vườn của mình. Nên hôm nay mình xin phép được chia sẻ kinh nghiệm cách chăm sóc cây rau ăn lá cũng như cây trồng ăn quả trong vườn nhà mình với bộ sản phẩm dưỡng chất thiên nhiên này. Mời các bạn cùng xem và tham khảo. Và bộ sản phẩm dưỡng chất thiên nhiên này bao gồm 3 chai dưỡng chất dạng nước và một gói dưỡng chất dạng viên nén để chăm sóc cây trồng cũng như rau ăn lá ở trong khu vườn nhà mình. Và tiếp theo đó là chi tiết của từng sản phẩm. Như chai dịch chuối humic này thì nó có tác dụng tăng sức đề kháng cho cây trồng, xay hoa, tăng tỷ lệ đậu quả tối đa, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Có nghĩa là cái chai dịch chuối humic này có thể sử dụng cho cây ăn quả trong thời kỳ ra hoa đậu quả. Tiếp theo đó là đến chai dịch tôm trứng sữa. Chai dịch tôm trứng sữa này thì cũng giúp cây cứng cây, xay hoa, đậu quả, hạn chế rụng hoa và nứt quả. Chai này sử dụng cũng có thể sử dụng cho cây ăn quả trong thời kỳ chuẩn bị ra hoa và đậu quả. Có nghĩa là thời kỳ chuẩn bị ra hoa và đậu quả là các bạn bắt đầu bón cái chai dịch tôm trứng sữa này với cả cái chai dịch chuối humic mình vừa giới thiệu ban đầu đấy ạ, để cây có đủ chất phát triển một cách mạnh mẽ và ra hoa, được xay hoa và đậu quả. Và tiếp đến đó là chai dịch cá rong biển. Thì mình lấy ra xem. Chai dịch cá rong biển này thì giúp kích rễ, bật mầm, mọc cây, to trái. Được làm từ cá nước ngọt và rong biển, ủ vi sinh thành dinh dưỡng hữu cơ. Cây trồng rất dễ hấp thụ. Đó, có nghĩa là cái chai này có thể sử dụng cho cây ăn quả và cả rau ăn lá trong suốt quá trình trồng và đến lúc bắt đầu trồng, đến lúc thu hoạch đều ok hết. Và cuối cùng đó là sản phẩm viên nén hữu cơ. Sản phẩm viên nén hữu cơ thì có tác dụng xốp đất, tạo môi trường cho vi sinh vật phát triển, hỗ trợ miễn dịch tự nhiên cho cây trồng, kích thích ra rễ, ra hoa, đậu quả, giúp cây trồng hấp thụ dinh dưỡng vượt trội. Đó có nghĩa là cái sản phẩm viên nén này thì có thể sử dụng cho cả cây ăn quả, cả rau ăn lá trong suốt quá trình trồng hoặc là trong quá trình trộn đất để trồng rau ăn lá hoặc cây ăn quả, có thể trộn thêm viên nén này vào đều ok hết. Nó cũng dạng như là dạng đa năng đấy ạ, sử dụng như thế nào cũng được, bón thêm cũng được và bón ban đầu, bón lót ban đầu hoặc là bón thúc để cho cây phát triển mạnh mẽ hoặc là ra hoa đậu quả đều rất là tốt. Và tiếp theo đó là chi tiết cách chăm sóc cây trồng cho từng sản phẩm trong bộ dưỡng chất thiên nhiên này. Như ở đây các bạn có thể thấy chai dịch cá rong biển. Dịch cá rong biển này thì nói đến dịch cá hay đạm cá đều rất là tốt cho các loại cây trồng. Nhất là rau ăn lá được bón dịch cá đạm cá đều đặn thì sẽ rất là tốt, và các bạn có thể thấy ở đây đối với chai dịch cá rong biển này thì để bón cho rau ăn lá cũng như cây ăn quả thì ở đây nhà sản xuất có ghi tỷ lệ pha nó là một lít dịch cá rong biển này pha với 200 lít nước, tưới 5 hôm đến 1 tuần một lần. Có nghĩa là một chai này pha với cả 200 lít nước thì thường thường mình cứ pha là một nắp này, một nắp chai này với cả 1 lít nước. Thì ở đây mình có một cái ô dòa, mình đã đong khoảng 3 lít nước vào rồi. Thì mình sẽ đong 3 cái nắp chai dịch cá rong biển này vào, mình tưới đều cho rau ăn lá trong vườn nhà mình. Đấy, các bạn có thể thấy rau cải của mình đang phát triển rất là tốt.
Đây mình đã bóc chai dịch cá rong biển ra đây rồi, mình đong bằng cái nắp này. Đấy, các bạn có thể thấy sánh như tương. Mình đổ vào đây 3 nắp. Cái dịch cá rong biển này của bạn ấy, bạn sản xuất thì rất là thơm, không gây ra mùi khó chịu, nên mà mình tưới thoải mái, không sợ ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh, và lại rất là tốt cho rau. Sau khi các bạn đã đổ 3 nắp với 3 lít nước trong cái ô dòa này của mình, sau khi các bạn pha cái dịch cá rong biển này xong thì các bạn kiếm cái que, các bạn ngoáy đều lên để cho hòa tan với cả nước, xong các bạn đem đi các bạn tưới giòn lá như bình thường, ngoáy lên cho nước với phân nó hòa vào với nhau cho nó đều, xong là các bạn đem tưới. Đấy, tưới như giòn lá, tưới như nước bình thường ấy. Sau khi tưới phân xong thì các bạn nên nhớ là các bạn tưới nước sạch qua một lần để rửa rau cho nó sạch. Thực ra chỗ này là mình để mình làm dàn đứng, mình trồng những cây ăn quả lại nhỏ, nhưng mà đợt vừa rồi là do giãn cách quá lâu, là thứ nhất. Cái thứ hai là mình không đi mua được những loại cây ăn quả lại nhỏ như là cà chua hoặc là như chuột để mình về mình trồng, mình không mua được giống thì mình cứ trước mắt mình cứ ưu tiên rau ăn lá. Trong thời gian giãn cách thì dịch không ra khỏi nhà để chống dịch Covid-19 thì mình cứ trước mắt mình ưu tiên mình gieo rau ăn lá. Có thể ở đây mình gieo rau cải, thế cả ở bên dãy bên kia mình cũng gieo hết rau cải ấy. Và một lưu ý nhỏ khi các bạn sử dụng cái chai dưỡng chất thiên nhiên này với cái chai dịch cá rong biển cũng như các sản phẩm khác của bộ sản phẩm dưỡng chất thiên nhiên chăm sóc khi cây còn nhỏ. Đây các bạn có thể thấy cây của mình vẫn còn rất là nhỏ ở đây. Đây là cảnh ngọt và đây là rau mùi thơm. Thì các bạn lưu ý là khi pha để tưới bón cho những loại cây nhỏ mới nảy mầm hoặc là mới phát triển như thế này thì các bạn pha một nửa với tỷ lệ pha như trên sản xuất, như nhà sản xuất ghi ở trên bao bì. Đây ví dụ 1 lít pha với 200 lít nước chẳng hạn. Như cây rau bé như thế này thì thường thường mình pha với một nắp chai dịch cá rong biển này cũng như các sản phẩm khác của bộ sản phẩm dưỡng chất thiên nhiên. Thì bây giờ cây bé thì mình pha liều lượng gấp đôi ra. Ví dụ như một nắp chai này mình pha với 1 lít nước như bình thường để mình bón tưới như bình thường, thì cây bé này thì một nắp chai này mình pha với cả 2 lít nước. Sau đó 5 đến 7 ngày các bạn tưới một lần, đến khi cây to rồi như bạn đầu clip mình tưới đấy thì lại pha với tỷ lệ như bình thường. Đây, như cây bé này mình mới ươm khay đây thì mình cũng bón với tỷ lệ một nửa so với nhà sản xuất khi trên nhãn dán là ok. Tại vì là cây bé khi mà pha đặc quá với đối với cái dưỡng chất này thì nó không sợ bị chết sót, nhưng cây sẽ bị thừa đạm, nên khi mà cây bé thì các bạn cứ tốt nhất các bạn cứ pha phân nửa so với ghi trên nhãn dán của nhà sản xuất ra để bón tưới cho nó an toàn và cây phát triển được một cách tốt nhất, hấp thu được dinh dưỡng một cách tối đa. Và tiếp theo đó là đến hai sản phẩm của dưỡng chất thiên nhiên, đó là dịch chuối húng mít và dịch tôm trứng sữa. Thì hai sản phẩm này mình thường sử dụng cho cây ăn quả, bón cho cây ăn quả trong suốt quá trình trồng, từ lúc cây bé đến lúc cây ra hoa đậu quả và đến lúc thu hoạch. Thì cứ 5 đến 7 ngày mình pha một trong hai loại này, hoặc là mình pha lẫn lộn vào, mình tưới từ gốc vậy ạ, chứ mình không tưới lên lá cho cây ăn quả. Ví dụ như ở đây mình lấy ví dụ là cây cà chua của mình chẳng hạn, các bạn có thể thấy cây cà chua của mình đang ra rất là nhiều hoa và mình bắt đầu bón cho cây cà chua bao gồm cả
dịch chuối humic, dịch tôm trứng sữa. Và sau khi bón bón xong, mình có tăng cường thêm cả viên nén hữu cơ dưỡng chất tự nhiên. Mình đều bón quanh gốc hết, chứ mình không bón lên lá. Cây ăn quả chỉ có bón gốc thôi, chứ không bón lá được. Cây cà chua là cây ăn quả dạng mini, dạng bé, thì mình có thể mình tưới được, chứ những cây to cao thì mình không thể nào mà mình bón được. Như cái chai dịch chuối humic và dịch tôm trứng sữa này, hai loại chai này thì các bạn có thể sử dụng cho các loại củ như củ cải, cà rốt, các bạn bón trong suốt quá trình trồng cũng rất là tốt. Như có bạn bạn ấy bảo mình là sao sử dụng nhiều các loại phân, nhiều các loại dịch tôm, dịch trứng, dịch chuối như thế, thì các bạn lưu ý là mình trồng hữu cơ, mình phải bón đa dạng ra, chứ mình không cố định mình bón một loại. Vì mình bón đa dạng thì cây, đất nó mới đủ chất để cây phát triển bình thường. Như mình trồng vô cơ chẳng hạn, bón NPK chẳng hạn, phân hóa học đấy, thì họ tổng hợp chất vào một viên NPK bé xíu như thế này, tổng hợp chất tất cả các loại chất vào trong ý rồi, thì mình chỉ cần bón như thế thôi. Nhưng mà bón NPK thì mình trồng hữu cơ ở nhà mà mình bón NPK thì nó gọi là vô nghĩa. Tại vì mình trồng hữu cơ thì lên theo hướng hữu cơ và bón đa dạng, thì cây đất nó đủ chất thì cây sẽ phát triển rất là tốt. Và trở lại với dưỡng chất tự nhiên này, thì như ở đây cái chai dịch chuối humic và dịch tôm trứng sữa này, thì ví dụ như là hôm nay mình bón dịch tôm trứng sữa, thì 5 ngày sau mình lại bón dịch chuối humic, và 5 ngày sau thì mình lại bón dịch tôm trứng sữa. Mình cứ pha loãng với nước mình bón, có nghĩa là mình cứ thay nhau mình bón, chứ mình không lên bón một loại làm gì. Ví dụ như ở đây mình bón chai dịch tôm trứng sữa này, thì mình ở đây mình có 5 lít nước ở trong cái thùng xốp này, thì mình bón 5 cái lắp chai này. Đấy, thì liều lượng pha như thế nào thì các bạn đọc kỹ trên nhãn dán đây. Thì cũng 1 lít dịch tôm trứng sữa này pha với cả 200 lít nước 5 hôm đến 1 tuần, tưới bón 1 lần. Đấy, thì thường thường mình cứ pha một nắp chai với cả nắp chai với cả 1 lít nước. Đây mình có 5 lít nước thì mình pha 5 lắp chai. Đấy, cái phân nước này thì dưỡng chất tự nhiên, dạng nước này thì rất là thơm, chứ không gây mùi khó chịu, có mùi chua chua, mùi lên men như kiểu mùi rượu nếp, và nó rất là nhuyễn như tương bần, rất là đặc, rất là đậm đặc, chứ không lãng tiền tẹt như là những cái loại ngoài bán mình thấy lãng tiền tẹt. Sau khi pha xong nước có màu ngà ngà vàng nha, thì các bạn đem đi múc bón cho cây. Ví dụ như cây cà chua này của mình, đấy, các bạn có thể thấy đang ra rất là nhiều hoa và nhiều nụ, thì mình cứ mỗi cây mình bón một gáo này xung quanh gốc là ok. Đó, ví dụ như cây một cái quất này của mình đấy, các bạn có thể thấy cái quất này của mình rất là sai quả đấy. Cái quất này hôm trước bị bão cao quá nên là bị bão đổ xuống đây, mình vẫn dựng ở đây, dựng nguyên ở đây cho cây nó hồi phục, nhưng mà cây khả năng là cây sẽ hồi phục hoàn toàn, thì mình không thấy bị làm sao cả. Cái quất ở đây các bạn có thể thấy chả có la mấy mà toàn quả là quả. Mình cứ bình thường pha nước xong mình bón thay nhau. Đấy, 5 ngày đến 1 tuần mình bón 1 lần. Như ở đây mình có ít dâu tây thì mình bón luôn cho cả dâu tây. Dâu tây bắt đầu phát triển đây, mình bón xa gốc ra. Đấy, mỗi cây một ít thôi, tại vì dâu tây này thì mình mới trồng, cây nó vẫn còn bé, nên là mỗi cây mình bón ít để cây được phát triển bình thường, chứ không nên bón quá nhiều.
như cái chai dịch chuối dịch tôm này mình pha vào đây mình cũng bón luôn cho cả bắp cải. Bắp cải là những cây rau ăn lá dài ngày đấy, bắp cải su hào mình cũng bón hết. Như các bạn có thể thấy bắp cải của mình bắt đầu vào cuộn rồi đó, đang rất là đẹp. Mình cứ bón đa dạng, cái gì một cặp gì mình cũng bón, 5 đến 7 ngày mình bón một lần, bao gồm cả viên nén dưỡng chất tự nhiên cho cả rau ăn lá dài ngày như bắp cải, su hào, súp lơ, hoặc là đối với cây ăn cạo, cây ăn quả đều ok hết. Và cuối cùng là về sản phẩm viên nén hữu cơ của dưỡng chất thuận nhiên này thì nó gần như là đa năng, mình cũng dùng để bón lót cho cây, bón khi trộn đất và bón tăng cường cho cây. Ví dụ như ở đây cây cà chua của mình đang ra rất là nhiều hoa, và để bón cho cây đậu nhiều quả, sai quả thì mình cứ bốc một nắm con như thế này, mình bón vào gốc. Đấy, mình bón quanh gốc như thế này. Đấy, cho cây là ăn dần. Thì đối với cây ăn quả các bạn bón như thế này thì 10 ngày các bạn bón một lần, hoặc là thấy phân tan hết thì các bạn lại tiếp tục các bạn bón xung quanh gốc, chứ các bạn bón đừng bón ụp vào chỗ gốc tay mình chỉ đấy ạ. Đừng bón ụp vào đấy, hoặc là mình các bạn bó cho cả vốc vào đấy. Các bạn nên bón giải đều trên mặt thùng để những cái rễ cây nó được ăn đều, và bón xa gốc ra để tránh bị cây bị chết sót. Đối với dưỡng chất tự nhiên này thì không sợ cây bị chết sót đâu, nhưng mà mình cứ phòng trước cho nó an toàn. Và như ở đây mình có trồng một ít dâu tây. Khi trộn đất ban đầu để trồng dâu tây thì mình có cho một ít viên nén hữu cơ dưỡng chất thuận nhiên vào để mình bón lót ban đầu. Các bạn có thể thấy cây dâu tây của mình phát triển rất là tốt và rất là đẹp. Và trong khi đó mình kết hợp với cả những cái chai nước dưỡng chất tự nhiên, đây mình có để đây, thì mình cứ 5 đến 7 ngày mình pha loãng ra mình tưới một lần, rất là ok, cây rất là khỏe và đẹp. Như gói viên nén này thì mình còn bón cho cả bắp cải, bón trong suốt quá trình mình trồng bắp cải. Đây các bạn có thể thấy bắp cải của mình bắt đầu vào cuộn đấy. Như gói viên nén này thì mình cứ bốc một rúng con như thế này. Xong rồi mỗi cây mình bón một rúng quanh mặt thùng. Đây, không quay cho được cho các bạn, tại vì đây mình. Đây, mình bón, mình cứ giải quanh cái miệng thùng là ok. Thì cứ khoảng 10 đến 15 ngày mình lại bón mỗi gốc một ít để cho cây ăn dần. Hoặc là các bạn cứ thấy phân nó tan hết thì các bạn lại bón thêm thì ok. Đấy, mình cứ rắc mỗi cây một ít thôi, thoải mái mà. Và cuối cùng video chia sẻ về bộ sản phẩm dưỡng chất thuận nhiên của mình đến đây xin phép được kết thúc. Các bạn có chỗ nào không hiểu thì xin để lại câu hỏi dưới phần bình luận của video, mình sẽ trả lời đầy đủ và dễ hiểu hơn. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.